nha mình ha. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cái này một cái loại thuốc. Thì thuốc này á thì mình cũng đang sử dụng và mình cũng đang cần anh em nào mà đang có bị trường hợp như thế này. Anh em nuôi chim con từ một ấp nở nha, mình chia sẻ với anh em mà đang hiện tại đang nuôi ấp nha. Ấp nở 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, 4 ngày là con chim của mình nó vẫn bình thường. Nhưng chuyển qua sang đến ngày thứ 5 tự nhiên con chim lăn đùng nó chết. Và anh em không biết lý do. Có nhiều anh em thức khuya, thức hôm và anh em canh những lúc đó anh em cho ăn. Và sau đó ngày thứ 5 đó vẫn qua, thứ 4, thứ 5 đó vẫn qua. Nhưng anh em chăm tiếp đến ngày thứ 6 và ngày thứ 7 tự nhiên không, anh em mệt quá anh em ngủ đi. Và ngày thứ 7 nó lại chết. Thì cái loại thuốc này hiện tại là đang, nói chung là mình cũng đang khử thôi. Anh em nào thích thì mình sẽ chia lại ha. Nói chung là tại vì mình cũng có một miếng thôi à, cũng có một ít thôi. Thì mình cũng đi làm người ta tặng cho mình. Thì anh em thích thì mình sẽ tặng lại cho anh em, nói chung một ít để dành cho những con chim con của mình. Và đặc biệt cái loại thuốc này ha, là anh em pha vào cám cho ăn hoặc là anh em nhét vào trong bụng con dế. Và lưu ý ha, là nếu mà pha vào cám á thì mình cũng chia sẻ luôn là cái này người ta, thuốc này người ta chỉ mình sao mình chỉ là anh em như vậy, là anh em cho ăn xong ví dụ mà còn dư đổ bỏ, không có để ngâm ở đó nha. Có rất là nhiều anh em làm biến giống như chàng như mình, là cám rộng xong ngâm ở đó để đó cho ăn trong vòng 1 tiếng 2 tiếng sau rồi còn tiếp ha. Cái này cứ trộn một xíu và bỏ đi nha cả nhà, không có nên là cho ăn, mà ăn gọi là cứ để xong quên nha. Nhớ cho mình nha. Anh em hiện tại đang có đó thì nhắn tin số điện thoại cho mình và địa chỉ cho mình sẽ gửi cho mỗi người một ít ha. Tại cái này thì cho mình có một xíu đây, mình cũng chả biết bao nhiêu nữa. Và đặc biệt ha, cái hũ này là cái hũ để đựng thôi nha cả nhà, còn thuốc trong này thì mình không biết nó là cái thuốc gì. À, chủ yếu biết vậy, mình sẽ thử trên con chim của mình luôn cho cả nhà xem ha, chứ không phải là để mà làm như vậy. Thì cái này thì anh đưa thuốc cho mình, anh nói thì cái người này chính là cái người mà chỉ mình cắm tỏi và nói cái thuốc này nó rất là ok nha, là nó sẽ dùng cho những con gọi là nó ngang ngửa với lại nó hút ấm gà con, rồi nó bổ sung thêm vitamin này kia nọ. Nhưng mà cái đặc biệt đó, đối với những con chim con mà còn nhỏ mình đúc ấy, là nó thiếu cái enzyme của chi bố mẹ đó. Đó cái này cũng có thể là bổ sung cho cái đó và nó sẽ giúp cho cái hệ gọi là tiêu hóa hô hấp gì của tụi nó sẽ ok hơn. Và cái này thì mình không biết có trị được cái gì tốt hay không, nhưng mà sẽ dùng thử ha, mình sẽ áp dụng vào những con phú dâu bò của mình. Bây giờ mình sẽ quay tụi nó cho nhà xem ha. Giờ thì mình sẽ thử nha, trộn thuốc như thế nào mình sẽ chỉ anh em luôn ha. Cái như thế này ha, hiện tại thì thật sự mình nói thêm là cái trường hợp này mình đảm bảo với anh em, mình chắc thì 100% là anh em đang nuôi chim sinh sản bây giờ bị cái này rất là nhiều ha. Thì nói chung mình sẽ chia đến cái phần nào mình chừa lại cho mình ha. Anh em dùng ok thì sau này anh em đặt thì mình sẽ lấy cho anh em ha. Đây thì cám này mình đã có trộn sẵn cái nước rồi. À, giờ mình chỉ sẽ trộn thuốc này vô thôi ha. Thì thuốc là như thế này, đây mình sẽ trộn ha, mình quay để cho nhà thấy, để nhiều khi á mình nói mình quay mình quảng cáo sản phẩm mà mình không mấy ha. Cái này mình đang dùng thử thì anh em không tin thì chờ mình xài khoảng 3-4 ngày đối với những con chim mình xong rồi mình sẽ ha. Thì nói chung là anh em biết ít thôi nha, chỉ cần một cái đồng muỗng nhỏ như thế này ha là vô cám. Nói chung là cái mùi này á thì giống mình nghe cái mùi ha, là giống với lại thức ăn cho con vẹt. Tại vì mặc dù mình không nuôi vẹt nhưng mà nghe cái mùi nó giống ha. Đó, anh em chỉ pha như thế này rồi anh em trộn đều lên. Đó. Ok ha. Còn nếu mà anh em nào á mà đang nuôi con chim con còn nhỏ thì anh em chịu khó giúp mình là ngắt cái đầu con dế xong, lấy cái thuốc á, lấy cái đầu tâm á, cái mình nhét vô trong cái bụng con dế, mình đút cho con chim ăn ha. Như vậy sẽ ok nha. Đó. Ok, giờ mình sẽ đút tụi nó ăn nha. Vẫn là cái chung này ha, mình không có tráo hay đổi gì hết nha. Làm mà quay là phải đâu đó rõ ràng. Đây là ba đứa mình xuống ngày hôm qua cả nhà. Và đặc biệt cái ha, có rất là nhiều con, mình nói anh em rồi, ăn xong là phải ị ha, có nhiều con ăn xong á thì phải là 5-6 phút sau nó bị, thì cái đường tiêu hóa của con chim nó đang không tốt nha. À, thì mình cứ từ từ thôi, không sao hết. Thì cái đó thì anh em có thể là cứ cho ăn, còn không á thì anh em dùng cái chai thuốc gọi là trị tiêu chảy của mình cứ bỏ vô đó, cho nó ăn để nó có thể là tiêu hóa được hết những cái phần gắt. Ê, rồi xong đổ rồi. Đặc biệt ba đứa này ha, hiện tại bây giờ nhìn rất là hôi biết trong máy luôn, mình thấy ba đứa cái họng giống y chang trong hết rồi. Mình
cái chung cũ nha, không có đổi chung hay tráo chung gì ha. Nói chung là cái mùi huyền này nó rất là thơm cả nha, thơm lắm, giống như chan cái mùi bột của cái con vẹt ăn với lại bột em bé ăn á. Bột em bé này mà ăn như thế nào là cho ăn nha, cái mùi nó cũng giống giống vậy. Và đặc biệt cái mà cũng nói thêm đó chính là cái trường hợp như thế này đó nha, ban đêm á anh em cho chim nó ăn và xong nó ị ra rồi á, thì con chim của mình á là nó ị viêm phân rất là to, tại vì trong khoảng thời gian một đêm của nó, cả nhà hãy nhìn viêm phân, cả nhà biết viêm phân là buổi sáng là phân nào nãy mới gấp không đó, 6 viên cả nhà hơi thấy ha, viên mới sau thì nó sẽ nhỏ hơn viên ban đêm, thì qua đêm thì tất nhiên những viên nó sẽ to cỡ đó, đó. Và khi mà lớn cái này rồi thì nhiệt độ mình áp bình thường thì nó sẽ đơn giản lắm đó nha, là mình chỉ cầm một cây đèn như thế này à. Đó, cái đèn ống như thế này, anh em không có thì anh em xài đèn bóng đèn tròn, thì anh em không có bóng đèn tròn thì tới nhà mình cho một hai cái về anh em xài. Nói chung là mình mua nhiều lắm, mình hình như bữa mình mua tới mấy chục cái lần, thì anh em cứ tới nhà mình cho một cái hai cái anh em về anh em xài, có mấy ngàn cái à. Đợt đó là mình mua giảm giá ở trên Shopee nhiều lắm, cứ tới mình tặng cho một cái về ấm gà hay ấm chim gì đó, không cần nhất thiết là anh em phải mua cái gì ha, cứ tới nhà mình cho, tới nhà nói xin cho cái bóng đèn mình sẽ cho ha. Thì bóng đèn sợi tóc đó hồi trước là mình nuôi để mình ấm, sau đó thì còn dư nhiều lắm, chỉ có bóng đèn này nó hơi mắc một xíu nên là mình mua vài cái à. Bữa mấy cái kia mấy anh em tới xin cho mà cho hết, giờ còn đúng cái vài bữa mình sẽ đặt thêm ha, còn anh em nào muốn đặt mình sẽ đặt cùng ha. Tại cái đá bóng đó nó có rất là nhiều loại, 60W rồi 100W, 120, có 200+W luôn cũng có nữa. Để nói chung là chơi chim này thì mình nhiều khi cũng phải là biết những anh em hát chơi với nhau à, cám với lại anh em cám này hiện tại mình đang trộn là cám tỏi luôn á, cám tỏi trộn với chung với lại cám mà có men tiêu hóa cho chim ăn. Nói chung là cái này là anh em lưu ý với mình ha, mình chỉ tặng cho những anh em nào mà cần sớm nhanh ha, chứ mình không có dụ tặng đến lúc mà mình đủ anh em mà mình chừa lại thì mình sẽ ngưng ha. Còn ví dụ mà anh em nào thấy ok muốn mua thì ok mình sẽ đặt mua giùm anh em ha, thì mình chưa hỏi giá nữa tại vì anh chỉ mới cho mình thôi, còn giá cả thì chắc xong video này mình sẽ hỏi ha, tại vì anh nói chung là mình cũng gặp là ở ngoài đường thôi, và sau đó anh mua chim và anh thấy kênh mình anh biết à, anh chỉ hướng dẫn cho mình, nói chung là anh em chơi thì sẽ chia sẻ với nhau như vậy, anh em thích thì mình sẽ đặt cho anh em mình nghĩ nào ha, thì nói chung là ok được thì mình sẽ nói với ảnh là chia sẻ với mình, để mình chia sẻ với anh em luôn là sau này thì anh em chỉ cần mua của mình thôi, tại vì mình ngay từ đầu mình cũng nói với ảnh rồi, nếu mà sản phẩm hay thì có thể là chia cho mình, chia lại với anh em để nói ok không có gì hết. Nói chung là đợi vô cám này nó sẽ vừa có mùi tỏi mà vừa có mùi thuốc đó, nó thơm lắm cả nhà. Đó, ăn xong rồi ngủ. Nói chung là chim con chỉ có như vậy thôi. À đúng rồi, chia sẻ luôn. À, hôm bữa cả nhà thấy á, những con chim con mình hay bỏ trong thùng xốp, và nhiều anh em đã xin hết thùng xốp của mình rồi, mình không còn nữa. Giờ chỉ còn chỉ lấy cái thùng giấy như thế này đó, tối ngủ mình che ra vậy để tối. À, sau đó thì mình có thêm một cái thau như thế này đó, như thế này mình ẩm lên. Đó, vậy cái mình đẩy ra thôi. Đó, kiểu như thế này nè. Và chim mình sẽ tối ngủ và có đèn sửa xung quanh rất ấm, thì như vậy sẽ ok ha, ha. Ok, chắc giờ mình cũng sẽ copy gì lại. Để em nào hết cái dòng sản phẩm này thì cứ nhắn tin cho mình dùng thử nha. Cả nhà dùng thử nha, nếu mà cả nhà sợ và những con chim mình có ảnh hưởng gì thì cả nhà nên dùng trên những con chim cũng, nói chung là con chim mình nó hơi bị gọi là tài chính ớt á, ví dụ những con chim rẻ tiền thì mình sẽ dùng nó xong rồi sau đó mình vận dụng lên những con chim có giá trị hơn thì như vậy sẽ tốt hơn ha. Đó, thì mình có như nào mình sẽ dùng trên đó luôn ha, mình chỉ có 3 con cú dây bò này mình mới xuống thôi, mình sẽ dùng trên 3 con cú này để cho cả nhà xem được là nó như thế nào. Đó, thì tiếp tục ngày mai rồi ngày kia là anh em xem nó sẽ như thế nào ha, thật sự mình nói là 3 con này nó quá đỏ luôn cả nhà, mình không biết lý do vì sao
phải nói là trước khi mình kết thúc video mình phải khen nó một xíu rồi. Thật sự mình nói ẩu này từ hồi đó đến bây giờ mình mới có thể khen được, cái hồi đó cái màu lông nó chỉ có đúng là đỏ nhưng bình thường thôi, còn này là nó phải nói là tuyệt hơn là hồi đó của nó luôn. Ok, giờ muốn xin kết thúc video ha, chào tạm biệt, ngồi hẹn mọi người lúc sau ha.